Rồi mua muối tiêu chanh. Nãy giờ để lâu quá nó nằm nó sửa mình luôn á, nó kiếm chỗ đẻ. Trắng nè. Trời ơi. Trắng nè. Thấy ông bự ha. Trắng nè. Ừ. Trắng nè. Bây giờ anh em mình làm một cái món này lạ mới lạ, rất là lạ luôn. Không ai hiểu chứ. Tới anh ba còn không hiểu luôn. Em cũng biết luôn, anh biết không? Biết. Tớ biết tao mới nói. Tưởng anh không biết luôn chứ. Không biết dục bỏ luôn. Anh biết làm gì không? Dục xong bỏ. Mình quay con chuột á. Thì em quay con chuột chứ quay anh luôn nè, đang quay nè. Thì em quay mà. Đang quay mà. Ừ. Không quay gì nữa. Rồi bây giờ mình ông quay gì? Ông quay gì? Tôi quay con chuột. Thì đó nó thì quay. Thì em quay chuột nè. Vậy đó hả? Ừ. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái món này ăn đâu được đâu. Nó thì nó quay mình. Nó đang nè, em quay lửa. Không nó còn ông cái tao quay phim. Biết rồi, nó quay mình. Thì mình quay con chuột. Ông nó quay lửa. Nó quay mình thì mình quay con chuột. Ông quay. Hả? Mày phải không mày? Đây tao quay chuột. Đây tao quay chuột. Bây giờ nè mọi người, anh em mình sẽ mặn chuột rồi xong anh em mình sẽ làm con chuột. Chuột quay hả? Quay. Nhỏ lớn giờ ăn heo quay rồi. Gà quay rồi. Nó khác. Vịt quay rồi. Vậy đó. Chuột chưa có ăn bao giờ quay. Có nướng thôi. Chuột trống quay. Trống nhum. Quay đó. Cầm cây mình quay nè, nó bắt đầu chuột lăn tròn lăn tròn lăn tròn tròn rồi nó vàng. Má hình cái mỏ luôn. Đúng không? Đây quẹt kìa. Ở nhà giờ mình ba anh em nè, mình nhúng bốn lần em nữa. Này mình cạo như thịt cày vậy đó. Vậy là của ai cạo của người nấy hả? Lo cạo mình lên đi ăn lên. Ok. Bảo đồ ngon nhiều quá. Đây. Có chính xác luôn anh ba gì vừa. Nè. Anh Tư cạo giùm con chuột em luôn anh Tư. Trời Phật mẹ ơi, có nhúng rồi bắt cạo ông bà hộ mẹ ơi thôi. Trời mẹ cũng nè. Giống nhúng không đi. Chứ em quay mấy ông không cạo giùm mà lấy gì em cạo. Đứa ông cái nhau không chịu cái nhúng nước bắt ra cạo có gì đâu. Thì ba ông ai biết đâu tự nhiên. Trời ơi mọi người. Bị chó cắn rồi. À, lủng lỗ nè. Đừng cho cái này đó. Ba hai ba dấu răng luôn rồi. Con gì lẫn nhậu đâu cũng ngon ta, nè có gì đâu. Nhậu gì đâu, nhìn lộn yên con lý ta. Ô khỏi muỗng. Vậy cái nó có gì đâu, không còn nguyên nè. Không, giam nữa được có gì đâu. Gì đâu nè không? Ai lỡ được cạo muỗng trời ơi thôi. Yên muốn có gì đâu nè. Nè mọi người nè, nó nè. Ô nhỏ không ngon. Còn có cái chuột có lòng nào đó. Thôi để nó mờ nhau đi. Đói bụng mình đang dướng. Đây ha. Bây giờ nó phi. Nó ngon quá cái nhà. Nó phải à. Con mất liệu cái lỗ tai anh mà. Nó bứt cái đứt nè. Dạ tưởng Tú cắn chứ. Tú xin cái lỗ tai rồi. Chứ cái mỏ nó nhiều chút. Cạo mấy cái cùi giò đó lọc với cái đu dài lên á, chứ mình đi sơ chuột có ba nhò nha, chuột này con viên có ba nhò nó tương tiếp kìa. Ủa sao mà ra con chuột ngộ vậy ta, chuột trong nước trắng vào đẹp cái ghê không, chuột gì lông la ta chưa ra còn đẹp hơn chuột của anh nữa, trời ơi giống đẹp kìa, trời ơi vãi chuột này còn đẹp dữ nữa nè, trời ơi đẹp hơn chuột của em á, trời ơi sao mà có bà nổ sao cái bụng nó bự dữ vậy ta, bị có công tích. Bà nội người ta ba lớn người ta không có bầu, bà nội ba lớn ba có bầu. Thôi cuốn là chết luôn giờ. Kệ nó chạy. Giờ mình mổ bao nhiêu nè. Đây nữa nè cái nhà.
mình nhét đồ vô mình uống. Thắng nghĩa là mọi người anh em mình sẽ vét cái lỗ nhỏ thôi để lấy bộ đồ lòng ra rồi. Rồi anh em mình sẽ dụng xong. Trời ơi. Dụng cái gì vậy? Hả? Dụng bộ đồ lòng xong. À trời ơi, tôi dụng nguyên cũng dụng xong. À. Rồi mọi người thì anh em mình giờ sẽ làm đi rồi hồi anh em xong anh em mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Con chuột này của em hồi em được ăn cái gì nè. Phải không anh? Wow, chuột ông chuột dữ nhiều. Của em á. Con muốn giờ bán cục con chuột đó đi bữa mà tôi. Rồi chi thôi cái chưa bán nữa hả? Ừ. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào. Bây giờ anh em mình quạt cả nhà. Bây giờ anh em mình nướng chuột. Bây giờ quay. Quay chuột. Quay cho mấy đứa. Mỗi người mỗi con. Mỗi người mạnh ai nó quay. Con ai nó quay. Con của ai nó quay? À, con ai nó quay đây? Con ai nó quay đi con ai? Con quay không quay nhà đâu. À, rồi mời giờ mọi người thấy không đó? Giờ là con chuột của tiếp. Quá thấy không? Thấy thấy đẹp trai không? À. Nè đây là chuột của anh Tư mọi người. À. Chuột này nó ăn gì mà ỉa ớt không biết. Trời ơi. Còn đây là chuột của Tú sao ăn gì nặng dữ Tú. Nhé đá trong cái gì nặng gì? Đá. Con chuột cho ba. Đây ủa, ủa. Mọi người chuột nãy leo lên cái chỗ dàn giáo của ta nè. Té xuống đâm rồi nó không. Bị đâm chỗ này. Té này thôi nó bay tròn này nè. Con chuột này chí thiệt à. Trời ơi, trong con chuột nó bự nhất luôn mà nó có bầu. Nó xấu quá. Nó xấu quá, bị tao có bầu lúc nào bà thấy bà thấy con không con chuột giờ tôi không giờ tôi không ăn miếng. Không ăn thì để ta ăn, có ai cho ăn. Giờ muốn ăn miếng. Rồi hai mày để gì rồi tôi nướng rồi đường sao? Là, hả? Có để gì rồi tôi nướng làm sao? Để đi, để trên đi. Nè, anh chỉ nè, mệt quá bỏ vô. Đó. Rồi sao mình bỏ đây. Rồi. Nó đem gì quải luôn đi. Ô là trời. Trời ơi, trời chuột nhỏ để hoài nó chuột bự để đâu. Mà ăn gì mà không biết chứ. Có chứ phe hoài. Lấy ăn luôn bây giờ. Mọi người đây nè, phải không mọi người. Nè mọi người đây là đây nè, nè không có gió. Bốn bé chuột. Bốn chú chuột. Nó nằm trong lò than. Giờ... Chuột nào mà cái đít nó ra ở là của tôi đó. Không mà không lộn được đâu. Không có lộn. Không của em nhớ ấy nha. Qua em nhớ chở giùm để ngồi khét ăn buồn lắm. Đã nhỏ mà còn khét nữa hết không còn gì ăn luôn. Nướng còn nướng. Trời ơi. Không có tay vô nữa. Ủa, ai biết. Tên này. Dám vậy. Tao bưng. Ồ nó ngồi đi là. Nó ngồi đâu rồi. Ủa này mùi nó đẹp với ta. Là thì kiếm nó. Mà mình đặt hàng đâu ta. Dạ. Dạ. Đâu có đâu. Đâu có đâu. Cái đó mình có bồn ta. Cái này mình đi đi xe chạy té cũng không sao. Một đèn gãy ngang mà còn cái đầu không sao. Bảo hiểm à. Trời ơi bảo hiểm bây ở trên họ ở trên không bây giờ bây giờ không chở ghế chở ôi nó cái đó cái đặt giá đặt nó đội đội cái lý mà anh mua ở đâu cả anh chỉnh lấy nó khác chú gần từ chơi cho lợi vậy rồi mượn cái nón ủa nãy mua điện gửi cho chân cái nón phải không đúng rồi đi chơi lấy cái nón chú trời ơi trời có đường biên tới rồi à nón vậy đó trời nón rồi bây giờ chúng lộn chúng nắm đầu quýnh thì bỏ mẹ luôn nó đầu gặt xuống vậy à cái lên gối không vậy đó sao mày bên tao cho không đậu bên gì nó lắm đầu vô gặt cái dễ gối lên quá luôn trời mẹ sao vậy đó lắm ngựa cho cháu nó lắm bao trời đồ nào cũng bị chơi trời trời thấy con cái đầu quá lá hoài con xe đâu về được đâu tỉ này nè mày đậu đi. Trời. Ô nè, chuột của lọc cái ngạt mày á. Trời chín luôn kìa mọi. Chín lọc, chín nó lên luôn kìa. Sao đi nướng cái xác sao chở ông nội. Không chở, nó lạnh quá. Chuột nó trời ơi mát quá, tha gì mát quá. Ủa mình không tha chuột mình đi tha chuột cho má chở. À trời. Đã rồi. Chuột em. Chuột em. Ủa cái này lử luôn kìa. Trời ơi xong nó le lưỡi. Cắn lưỡi nội ơi. Ồ tức quá nó cắn lưỡi luôn. Nóng quá nóng. Đau của bầu mà còn không tha. Có ai cũng đồng thương trở về giùm được không? À. Mọi người ăn mấy chuột này nha. Quạt tiếp qua. Hai tha tha mà quạt chứ. Ừ. Chính rồi em Tú ơi lấy súc. À. Quất mẹ đi. Đố bụng muốn chết. Ủa. Nhỏ lớn mới thấy lần đầu tiên ăn kiểu này. Ừ. Chuột nó chuẩn bị dậy nè. Chuột này của em cái rồi này nữa nè. Ừ ông ấy ừ tin. À ông ấy ừ rồi đó. Ừ chút xíu ăn con nào đang. Ừ. Cây gì? Bây giờ cho em hùng đi. Ừ. Có hùng không? Cầm quét cho ta nữa con anh đấy ăn cái đầu thôi.
Thôi khổ vậy. Làm ăn vậy ai có gì vậy em Tư? Bây giờ anh hỏi là cái nhờ cái đầu nó mới có cái bệnh. À hả? Vậy rồi. Cô giáo. Cô dạ anh ba mấy chục năm gì trước. Vậy đó hả? Ừ. Cái đó đó. Tới bệ quả quải bên đây chào hỏi cô mà ha. Chết là bơ không chạy không. Quá mọi người nè, anh Tư làm cái trò của nó. Trời ơi, quá nãy giờ. Phật mẹ ơi. Ông mời nó bỏ nó kìa. Mất mệt thì chứ. Ừ. Đó. Mùa qua mùa. Dạ không tha chuột ông hoài vậy, không tha chuột vui chơi vậy. Trời ơi, tao này mày bụi mày lá vậy. Nó tao tha tao kia mày quay tao tha à. Tha vô nè, nè tha vô có mỏi mày luôn rồi. Mày chết mày le lưỡi mày chết. Đồ tha đây không? Tha luôn. Trời ơi. Mùa qua mùa. Trời ơi mở muối nổ. Nó bị lạ lạ. Wow, thơm quá. Nó khẳng. Khẳng không được. Khẳng quá, nó cài dựng nổi. Sao không? Sao này coi vô vậy? Hả? Thằng nãy nè, nó lẹ vô. Ông nẹ mới không nè. Không lo làm chứ. Cái lo vô hoài như chở chân lửa cháy kìa. Rồi lo thôi cháy nhạm rồi chỗ. Bấm chôn vô chân. Nghĩ sao chứ thấy mình không có làm gì chứ mình đứng rồi quay phim là mình cực nhất luôn. Đúng rồi cho mình cực nhỏ nhất. Tại bắt thầm mà. Cái lần. Nãy đào nãy nó gắn thêm con nữa để tôi. Thử hay sao rồi. Con sao thì nhỏ xíu gắn chịu. Không phải. Hả? Đúng rồi. Ờ. Em nhớ là ông cho bà ông nói con bự bự kia của em. Vậy đó hả? Con đen đen á. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Cho ừ. Cả nhà giờ mình chín rồi. Em chín rồi đó. Ờ, hai chín này dùng xuống đi. À, mọi người, chuột của mình nó nhỏ xíu à. Nói chung em bé cho nên này nó chín sớm mọi người. Đậu hoài, đậu nó mảo hoài trời. Có đậu gì đâu gì rồi nữa. Cải hoài. Đưa nó cho tôi đi. Nè. Trả nó cho tôi nó đây. Nè, ăn cái sao tặng cái mảo nữa nè. Nè, đây nè. Mọi người con chuột của Lộc nè là nói chung là nó nhỏ nhất cho nên nó đã chín xong rồi. Con chuột này là cũng của Lộc luôn nè mọi người. Ơi đâu có tôi mà. Dạ của Tư. Đúng không? Nè mọi người đây nè thấy mọi người thấy ngon không? Này này của mình nữa nè mọi người. Ê kỳ vậy. Tôi hai con mà. Đâu có được. Không được. Không thôi cũng vậy con chuột của tôi. Đâu rồi? Ở đâu? Cái chung này nè. Nè hả? Ừ. Đây lấy mày dẻ mỏ bây giờ được ai chín ai? Để nào. Ăn mọi người ơi. Bắt. Ăn đi. Đổ rồi. Ta nói gì? Mọi người ăn cái đuôi giùm mình. Ăn đuôi đi. Bây giờ mình mời cả nhà. Xích vô. Rồi mình mời luôn cả nhà. Mời cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà ăn vô chú đi. Chín chưa? Ăn chín chưa? Tao bán tao chưa để chú đi. Rồi ăn vô. Mình đi vô khác trong nhà ba nướng đi. À. Mọi người vậy này của Lộc rồi đó rồi, của anh ba ông Tú còn rồi mình ăn luôn mọi người rồi mình ăn cái lỗ tai chứ mà lại cái lỗ tai mọi người ơi nó hơi nín hơi chung có lấy nín nữa kìa cái này cho biết đâu ngon quá cho mà năm cái lỗ tai nó mặn quá nặng nó vô ăn không nặng cái chân cười ra coi cái chân cười ra thôi ăn à. Rồi bắt ăn à vô khách nha mọi người đây là muối. Muối á. Bây giờ mình mời cả nhà nha. Giờ chín rồi. Đây cả nhà. Trời ơi. Đục cái anh ba. Chín rồi. Ngồi đem Dũng không để tủ lạnh rồi biết nào chín. Ngon quá. Đẹp hết rồi cả. Đang. Ừ. Ồ, giống mà tôi quay không? Ăn thì nó ngon. Anh ba chỗ anh chín rồi đó rồi. Dở đi. Ừ. Ai cầm giùm em cái tô em cầm. Đó, dư cầm rồi đó. Rồi, con Tú đưa con chuột em cầm giùm cho. Nó cầm giùm cho không chịu nữa, nội này kỳ quá. Ngon quá cả nhà. Mọi người con chuột. Cái này mình quay ở nông thôn cái gì đó.
buồn không dám nói mọi người, buồn lắm, nói xíu. Bữa bị gì nó giành đó. Em có giành anh nào? Giành giành không à? Nó giành. Anh ba giỡn chuột lên đây. Cái gạt nó. Wow. Nó để cái đất luôn kìa. Dơ dơ đây nè. Dơ đây nè mới thấy nè. Chạy nước ra kìa vòng vòng kìa. Dơ nước hết rồi. Anh dơ bên đây đi cho thấy. Đó. Ủa. Nó. Ủa đồ đồ à? Sao không chuột đua hai cái giò trước mất tiêu hết trơn người ta? Trời ơi trời ăn đã hết trơn còn gì. Ủa. Ôi trời hu ơi nội luôn. Ăn trơn hai giò hoài còn nữa. Chấm nước mắm chanh mọi người. Ế lòng. Là mua muối tiêu chanh. Muối ca. Ấy lòng. Muối chanh. Đâu tiêu đâu đó. Quên hoài không nổi rồi trong. Đâu ông đâu. Trời quấn bảy đầu tiêu trời. Tôi tính khiều cái tưởng đâu có gì. Có đó nguy hiểm không? Có hiểm ba bảy đầu đó. Mình ăn sống này đi qua ăn con cục của anh ba. À bị ăn một giờ chạy qua. Bởi vậy. Đó. À quá đã. Quá. Hỏi mình để ra yên vị đằng đằng mình ra ngoài đó mình ăn chung với mọi người mà ơi. À mày cả nhà. Bây giờ tới bao nhiêu ăn nha. Đúng rồi. Bữa nay ăn rồi tới tôi. Ê được được được. Quà ơi nhớ ăn nha chuột với Dương Lương nha con. Ừ. Này ăn hay ăn để đi nè. Quà ơi ăn hay. Ủa để nãy giờ ăn đã không mời ta ăn chứ. Tôi mời rồi mà. Mọi người. Ủa nãy em mời rồi. Ờ. Còn nãy em mời nè. Mời rồi. Mời rồi luôn hả? Sao đâu nè. Chuột. Nè nè nè. Có ai tôi ăn nè. Đâu đâu đâu. Ê dưới đó. À mọi người ăn chuột. Rồi ăn luôn trời. Ủa con này nó ngon trời. Ngon nha. Này có gò má nè. Nó cuốn luôn hai cái hàm răng luôn rồi. Ừ. Trời ơi trời cuốn hàm răng luôn rồi. Quá ngon. Ăn rồi. Trời ơi đã hết. Ừ. Cảm ơn. Ô. Mà con này quá đã mọi người. Này quay nó ngon. Ngon kìa. Vô. 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 Dữ không? Trời ơi. Vô. 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 Đó quá đổng luôn rồi. Đá đá lộn. Đá lộn. Đá lộn. Đá lộn. Nổi cái con nó bị gì trời? Trời ơi đuôi ra. Cái gì kìa mày? Đó. Cái gì kìa ra. Tí nữa con tự bị dính gì kìa. À không qua cả nhà. Dính gì đâu. Quá ngon. Con. Ủa con bay cũng đuôi. Toàn đợi đứt đuôi tôi rồi. Giỏi nhắn đuôi luôn đó luôn rồi. Ừ. Đuôi tôi ăn rồi được dùng bỏ cả nhà tôi nghiệp cho vô đồng chọn chuột trời khóc luôn. Ủa em có chọn cái nào? Là bao rồi em đâu? Ông bắt buộc tao phải lấy. À. Thấy người ta cầm máy tưởng đâu sướng. Ừ. Cho mẹo ăn đi. Cho giò ăn đỡ nè. Cảm quá. Này. Cái giò nó bị khét. Đầu bò con giò mà ăn. Ủa. Ê cái giò này của tôi. Dạ tưởng đâu em luôn chứ. Ủa. Nó ngon còn hơn lần thứ hai quá. Ngon không? Đồ mình trang nè 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 rồi 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 trang luôn trang luôn trời ơi từ từ trời ơi đứt cái đầu ta gặp luôn ăn nhăn bắp vậy còn nặng nó ngon giống ăn bắp vậy thịt gà đó mà rồi béo luôn. Ủa rồi sao chấm à nè dễ đuôi quá hả chia cho cái đồ nó thấy chuột nhỏ quá. Ồ giờ mình cũng thèm vậy sao mở nhiều rồi tao coi trời giờ mở nhịn miếng mở bỏ ruột đi mày có chuột cái đùi mà bỏ mẹ chuột cái đùi nó sống vậy quá ngon rồi. Còn ăn nữa mình ăn ăn ăn. Ngon cả nhà. Đụng đây nữa hả? Ừ. Không em lấy đâu. Kỳ lắm. Quá trời ơi. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Quá ngon. Nhỏ lớn chưa bao giờ ăn được cái đùi mà giờ. Đùi vịt nào mà nó ủa là. Đùi gà, đùi chuột. Đùi gà. Đùi chuột cống. Ừ, đùi chuột. Nè, Lộc anh tặng cho cái đùi. Tặng quá. Quá quá cũng thả. Đùi xả. Ờ, cũng ăn. Ngon quá. Tặng cho các bạn. Ừ. Nhỏ ơi, quá ngon rồi. Rồi vô. Tới tôi khui. Ăn nhập bếp bên này. Này là gọi là món gì ta? Chuột quay. Quay vòng tròn phải không? Ừ, quay vòng tròn, quay vòng vòng á. Ngon quá ngon. Ừ. Vô, ngon vô, quá. Vô. À la 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 vô. Trời ơi. Mình ăn này ngon. Còn bao ăn cũng ca. Ừ. Thì mới ngon. Cái này cắt giòn giòn luôn nè. Mình trước ăn. Rồi nào hả trước làm bà mẹ chia cho mình. Ăn nhiều mà kệ em chứ. Ăn luôn này nè. Ăn nữa đây nè cho ông con nữa nè. Bao. Cái da chuột mọi người khi mà nướng lên thì nó giòn cái cạp đầu ngon cảm ơn đúng không anh ba cho em cái dây gì vậy ngon quá ngon hả ừ. Ngon ăn đi đang mà chạy mở này trời ơi trời chạy mở anh tư cho em đuôi uống rồi không về anh bỏ tủ lạnh ờ mở để làm giống đi không có để nữa mà mốt ai về cái mình làm hoài lưu niệm đâu có đâu tưởng gì là hoài lưu niệm có đuôi chuột này nè anh thấy không chỉ cần móc cái công viên vô treo tên rồi à không thấy cái mặt cái chuyện à. Chỉ cần anh nướng cho khô nữa quá trời cái đồ vô cống rồi cảm ơn nha thôi ơi ngon quá trời ơi cái này cắn một cái nha chú làm hơn đứa con rồi trời mẹ thấy cái đồ đi mình để con nó nhỏ mình ngồi ai ăn hết mình mà ông gặp mà con chuột cái ông kêu ở đây này tiếp ông chụp mẹ không nhờ chỗ phần cũng đâu có ăn được chứ bà mẹ mày ấy hoài tao ăn mày ấy hoài ăn mày luôn giờ ăn tao ghế cho nghe hay ho rồi là,
ăn không cho ăn, nghe không nghe nói hả? Ừ. Ừ, ăn không cho ăn, không đủ mẹ trứng gà được đâu. Đó. Nó ăn không cho ăn, cổ gà nghe cổ gà luôn, con quỷ, à. Ăn không cho ăn. Đó. Con đủ nước đi, con uống mấy nước. Ủa hay là nó nghe mùi thơm nó mà thơm nó thơm thơm. Nó ăn không cho nó ăn nó giờ cũng ngon ngon. Sao ăn nửa con ngán quá ta. Nhưng không ai chấm nó giờ. Đó ăn như mặn hả? Mặn. Chưa vô ăn nhà thiếu ra thấm luôn. Sợ luôn. Có rau sống nè. Ăn vô bữa. Ừ. Bữa. Ừ. Bỏ xương mũi. Bữa ngon lắm đó. Bởi vậy. Bỏ xương mũi quá. Ngon thịt gà cũng đổi luôn á. Nó nè cho cái lô tai nè. Ôi, đồ ăn này nó mặn chết luôn. Nhét mũi vô tai luôn. Dạ. Ừ. Ăn cái tay đi. Ờ. Giờ hết chục bự ăn tiếp chục nhỏ. Chấm cái lưng ra. Trời. Mẹ Lộc ơi ăn xả cho tối nó ấm bụng. Ấm bụng dạ. Ấm bụng. Đồ ăn mày vô miệng còn nhảy quá. Nãy nãy cho nó bắt chuột mình cho nó ăn cái đầu. Ê ê ê ê. Gì vậy? Hả? À? Tưởng ai nó dừng chứ. Giờ bây giờ ai mà nó chơi còn. Trời ơi quá rồi. Nặng cái đầu bị ngán rồi nội. Quá ngán, quá mỡ rồi. Ừ. Đi tôi giúp da ông nội. Ừ. Giúp được. Mở quá. Giúp da lấy mấy cái đập bằng này. Mở quá nè. Còn cái miệng lắng ngon hết trơn. Ừ. Mọi người. Bây giờ nói không nè. Tôi ở trong nè không. Bây giờ không? Chết mẹ. Cái nhà bây giờ nó nguội á, mình nắng ăn là đằng cho nó chết như con dây trùng á. Với con trùng sen á. Ừ. Đúng rồi. Nguội rồi. Chứ không có nguội rồi. Hết ăn được rồi. À. Bỏ. Để tôi nướng được. Cho nóng ăn rồi cho chết luôn. Ăn cái này đi đi. Ăn đi hồi ăn rồi mở không mà. Chết mẹ ăn đầu giờ quay hết được. Trời ơi uổng quá trời uổng trời ơi. Đừng nên uống liền đầu đâu có vô giấy. Ủa uổng trời ơi. Uổng quá trời. Giờ em muốn nhìn xuống bỏ mấy miếng trời uổng. Lấy dao chém nó kìa. Bỏ là mẹ ăn mà cho mình còn dành ăn nữa. Nó uổng bỏ luôn. Một cái luôn trời. Bỏ luôn chém rồi. Bỏ luôn. Giật cái đang ăn không giật cứ. Ăn. Ông này ông này ông nướng đã thì ông lấy cái cây kìa cái cây nè để cho nó nóng nóng mình ăn vô ra. Uống ăn uống cũng rã luôn. Ờ luôn kìa. Bỏ vào cho đi. Để cho miếng. Đang đang đang. Dạ. Đang. Còn sống đó. Ờ luôn. Cho chó, cho chó giúp ông ơi. Thiệt có ngon hơn thịt gà không đổi mà. Ừ. Gà ngon ngon gà. Ủa nóng rồi đó. Gà không ngon. Nói mua con gà già để mình đổi. Thôi. Gà không đổi không? Ở chó già. Gà ăn bị bệnh lắm biết chưa không? Trong thức ăn còn chuộng á. Ok, chuộng này kì. Rồi đi luôn về. Mọi mọi người cũng nghĩa là chuột mà mấy con chuột cấm mà không có lan nha. Đừng đi tìm chỉ lan nghe ghê lắm. Tại chuột không lan thì sống ở nhà thì cũng nhum. Cũng nhum. Mà nướng như vậy nó rất là ngon. Mình gặp nó khè không á. Ừ. Hoặc là mình xào giá cày cũng rất là ngon mọi người. Cái này mình quay là ngon lắm á. Này là quay nó ngon hơn xào giá cày nữa đó. Cái mà thịt này nó ngon thiệt. Nó dai á cả nhà. Dai như thịt chó, thịt gà. Tôi không có nói gì hết, chuột hết trơn. Ừ. Ngồi ăn không biết nói gì luôn. Nó lạnh không? Trời Phật ơi trời còn mình luôn nhỏ mà giờ con mình còn vậy nè. Trời. Ăn đi ai kêu mà ông nói hoài nói rồi cái chuột đúng ông đúng. Đúng không? Tôi còn chuột trên tay nè. Riêng hồi. Nè, đang con nè. Ăn da đang con đó nè. Đó, đang da. Thôi bây giờ da ngon hơn thịt á. Đúng rồi nó giòn nó ngon nó béo. Thôi bây giờ mọi người thì video cũng dài quá. Anh em mình kết thúc video mọi người. Ông nội kìa. Thiệt, cái này mà kiếm được chục con á. Cái anh em về đây chơi. Cái anh em mình thả ra. Cho người ta bắt. Bắt được ăn không coi, không bắt được không nha. Trời ơi ác. Mà anh em ta về đến mình bắt mình phải mặn cho anh em ta ăn. Nhờ anh em về cái thả ra cho anh em ta được bắt người ta chạy gì nổi. Anh em mình kết thúc đi. Kết thúc đi. Mẹ ăn không? Nè cho mẹ cái đầu nè, công hồi nãy mày dành chuột cống đó. Cảm ơn mọi người xem video thì anh em mình video đến đây cũng là quá dài. Anh em mình xin kết thúc video mọi người nha. Chào mọi người, chào mọi người. Hẹn lại lần chuột quay sau. Nhớ anh em mình làm hay hơn nha cả nhà. Like vô đồng nha. Nhớ là bấm đừng có bấm like cho ba nhường nha. Đồng không? Đăng ký thôi. Được rồi, anh em mình cảm ơn. Chào. Chào mọi người. Cái gì? Ông kêu like thì tôi kêu like gì nữa, tôi kêu